U não là sự phát triển của các tế bào bất thường trong não. Các triệu chứng của u não phụ thuộc vào kích thước, vị trí và tốc độ phát triển. Nhưng có một số dấu hiệu chung bạn cần lưu ý. 1. Mệt mỏi, mệt mỏi là trạng thái bạn luôn cảm thấy thiếu năng lượng và kiệt sức. Các nghiên cứu cho thấy cứ 5 người bị u não thì có 3 người thường xuyên mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi không chỉ ảnh hưởng đến những người bị u não. Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các loại khối u, mệt mỏi thường kéo dài và xảy ra vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Nó cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. 2. Tính cách và tâm trạng thất thường. Những người bị u não thường lo lắng, nhầm lẫn, hung hăng hoặc cáu kỉnh. Thông thường, bệnh nhân cảm thấy khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc và giao tiếp với người khác. Đôi khi, hành vi của họ có thể được coi là không phù hợp. Khối u đè lên não có thể gây sưng tấy, dẫn đến sự thay đổi tính cách hoặc tâm trạng triệu chứng này thường liên quan đến khối u não nằm ở thùy chán hoặc thùy thái dương. 3. Nhức đầu, hộp sọ có hình cầu. Khi khối u làm tăng số lượng mô, nó sẽ làm tăng áp lực bên trong quả cầu. Đây là thứ mà hộp sọ không thể mở rộng để chứa được. Đây là lý do người bị u não thường đau đầu. Nó thường đi kèm với các vấn đề thần kinh khác, chẳng hạn như động kinh hoặc vấn đề về giọng nói. Những cơn đau đầu liên quan đến u não dường như không bao giờ chấm dứt. Chúng trở nên tồi tệ hơn vào nửa đêm và sáng sớm. 4. Suy nhược và tê bì. U não khiến bạn cảm thấy yếu ớt, bạn gần như không muốn làm bất cứ điều gì. Đại não kiểm soát chuyển động hoặc cảm giác của các bộ phận cơ thể. Các khối u trong não sẽ khiến bạn cảm thấy yếu và tê. Thậm chí là ngứa ran ở mặt, tay, cánh tay, chân và bàn chân. Suy nhược và tê bì do các khối u thường chỉ ảnh hưởng đến một bên của cơ thể. Chúng phụ thuộc vào vị trí của khối u trong não. Dù ở khu vực nào, nó cũng khó chịu và đáng sợ. 5. Động kinh. Động kinh thường được coi là dấu hiệu lâm sàng của u não và là yếu tố tiên lượng quan trọng. Khoảng 40 đến 60% những người mắc u não bị động kinh. Các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng sẽ khác nhau ở mỗi người. Những người có khối u phát triển chậm hoặc cung cấp thấp có khả năng bị động kinh cao nhất. 6. Buồn nôn và nôn. Khi khu phát triển lớn hơn nó chiếm thêm không gian trong hộp sỏ, dẫn đến tăng áp lực. Áp lực gia tăng này có thể tạo cảm giác buồn nôn và nôn. U não cũng ảnh hưởng đến mức độ hóc khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn do khối u não thương nặng hơn vào buổi sáng. Nó cũng có thể gia tăng khi bạn nằm xuống. Sự thay đổi vị trí đột ngột khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Cũng có thể là dấu hiệu của khối u não. Hãy bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để xem nhiều video kiến thức hữu ích cho sức khỏe bạn nhé. Truy cập ngay website minh vn để đặt hàng hoặc hotline 1900 636 891. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.